với sự limited. Được hãng sản xuất ra có 188 chiếc đồng hồ. Romoler này là một trong những thương hiệu rất nổi tiếng về đồng hồ xa xỉ từ đất nước Thụy Sĩ. Và dòng coin này là một dòng cũng đặc biệt với sự limited. Được hãng sản xuất ra có 188 chiếc và đây là chiếc số 17. Đây là dòng Romoler Coin 2 Limited Edition với phần thân vỏ là kim loại cực kỳ ánh sáng bóng, chất liệu cao cấp của hãng. Và cho dù chúng ta sử dụng trong 5 tháng trôi qua có trầy xước như thế nào thì hãy đến với Kỳ Lân Luxury để Kỳ Lân spa lại cho chiếc đồng hồ trở nên mới lại gần như ban đầu. Còn dây đeo cũ thì chúng ta có thể thay bộ dây mới. Tại vì chất liệu này có trầy hay là xước thì mình spa lại rất là đơn giản. Và về chế độ bảo trì hậu mãi thì Kỳ Lân sẽ hỗ trợ trọn đời, còn bảo hành thì theo hãng. Và đồng thời bất kỳ những vấn đề gì liên quan đến đồng hồ một cách khách quan do quý khách sử dụng thì Kỳ Lân có thể hỗ trợ được, bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về đồng hồ chính hãng tuyển chọn. Kỳ Lân xin phép được trả lên tay của mình để cách hình dung là khi mình mua chiếc đồng hồ này mình đeo thì sẽ ra làm sao, sẽ như thế nào. Wow, to quá. Size này là size to 45 lận nên là dành cho những quý ông cổ tay to, người múp dễ thương thì đeo hợp hơn Kỳ Lân. Nhưng mà rất ngầu nha, vô cùng ngầu và rất là sang và có điểm nhấn nổi trên bề mặt đều có hai chú cá coi bơi bên trong. Và những cọc số giờ 9 thì ngay hình đầu chú cá coi rồi, 10, 11, 12. Và đồng hồ này có 3 kim giờ phút giây, một ô lịch ngày, vị trí góc 6 giờ. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu review về chiếc đồng hồ Romoler chính hãng V45 bản Coin Limited Edition đến đây xin được phép kết thúc. Và rất nhiều những dòng đồng hồ chính hãng từ tất cả những thương hiệu đồng hồ xa xỉ trên toàn thế giới từ đất nước Thụy Sĩ tại Kỳ Lân Luxury đều có để phục vụ cho tất cả quý khách. Nếu quý khách có bất kỳ nhu cầu về bất kỳ chiếc đồng hồ nào, hãy đến với Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân sẽ phục vụ sở thích và phục vụ cảm xúc thăng hoa nhất cho quý khách về thú chơi về đồ cao cấp chính hãng.